Xin chào nha, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Bên em vào clip mới nhất vào ngày 13 tháng 6 thì rất vui được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm mà bên em vừa sưu tầm được đến cả nhà mình. Thì đến với clip ngày hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em cũng có rất nhiều sản phẩm đẹp như cả nhà mình ha. Và đặc biệt nhất là bên em vừa sưu tầm được một bộ bàn bằng đồng của Pháp rất là đẹp như cả nhà mình nha. Đây là một bộ bàn toàn bộ đều bằng đồng nguyên khối nha. Rất là dày dặn, rất là nặng và chọn bộ như thế này. Có tổng trọng lượng là khoảng 80 kg. Em có cần xong cho cả nhà mình rồi ha. Một cái ghế như thế này là nặng khoảng 13 kg nha. Rất là dày, rất là nặng. Đó, cả nhà cùng xem ha. Chọn bộ này khoảng 80 kg. Và chiều cao tổng thể là của cái ghế là tầm có khoảng là 84 cm nha cả nhà mình nha. Và bề cao của bàn này có khoảng là 73. Đồng nguyên khối rất là dày nha. Đây cả nhà cùng xem ha. Mặt bàn thì là 69 cm. Đó, trên đây là hình ảnh họa tiết cả nhà cùng xem nha. Đây là hàng thủ công ha, được chạm rất là tỉ mỉ từng chi tiết. Đây là nho nha, đây là một bộ bàn tích là nho ha, rất là đẹp. Đó, cả nhà cùng xem. Về mình cắt cái kiến lên nha cả nhà nha. Còn này là trong vận chuyển rồi thì em không có cắt kiến sẵn cho cả nhà mình ha, sợ nó bị vỡ. Nên là bộ bàn này rất là dày, đồng nguyên khối luôn nha, bảo hành trọn đời ha. Cái này là đồng cả nhà mình lâu lâu về Tết mình đem ra mình đánh một cái là vàng thực nguyên nhà luôn nha. Đó, một bộ bàn như thế này, thứ nhất là nó sẽ gồm một cái bàn và bốn cái ghế, mỗi cái ghế là nặng có khoảng là 13 kg và được chạm rất là tỉ mỉ từng chi tiết. Đây cả nhà mình cùng xem nha, rất là sắc nét nha, chất liệu bằng đồng nho, cái tích là nho như cả nhà nha. Đây rất là dày ha, mấy cái ghế này về mình có thể để nguyên dày hoặc là mình có thể làm thêm một miếng xốp để mình ngồi lên ha. Đó, rất là đẹp nha, một bộ siêu phẩm của ngày hôm nay, 80 kg nha, một bộ bàn rất là to nặng, rất là đáng để sưu tầm trong ngày hôm nay. Mà bên em vừa sưu tầm được để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Từng cái chân ghế này cả nhà mình cùng xem nha. Chân ghế nào cũng là tích nho hết nha. Rồi đây chân bàn đây cũng là nho luôn. Rất là đẹp, bộ này về để rất là sang trọng nha. Và một bộ như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Một bộ bàn như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 48 triệu đồng nha. 48 triệu đồng cho mã số 1 trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình. Thì có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên trên màn hình của em nha. Đây là mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 2 trong video ngày hôm nay thì bên em giới thiệu cả nhà mình có về được một tác phẩm nhất công Ân Châu nha. Một những tác phẩm rất là đẹp mà bên em giới thiệu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Đây là một tác phẩm chất liệu bằng đồng. Đây là hình ảnh một con rồng ôm một quả châu nha cả nhà mình nha. Rất là đẹp ha. Một trong những sản phẩm rất là đáng để sưu tầm trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Và về trọng lượng là tổng trọng lượng của cái con này có khoảng là 4 kg 10 kg 4. Và chiều cao tổng thể là 35 cm. Bề ngang tầm có khoảng là 21, chất liệu bằng đồng nha cả nhà ha. Đây là một những sản phẩm rất là đẹp. Đây cả nhà cùng xem này, nhất long ôm châu, nguyên một con rồng ôm một quả châu, chất liệu bằng đồng. Rất là nặng, rất là đẹp. Đây mặt sau đây cả nhà cùng xem ha. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình. Một cái giá rất là đặc biệt nha. 3.800.000 cho nhất long ôm châu mã số 2 trong video hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một sản phẩm rất là đẹp. Đẹp độc và lạ luôn nha. Bây giờ giới thiệu với cả nhà mình có sưu tầm được đó, một cái buồng cao. Đây là một cái buồng cao 2, 4, 6 quả với một cái quả nhỏ đây, toàn bộ đều bằng đồng nguyên khối, bao cả nhà mình là chuẩn đồng luôn nha. Về đánh là rất là đẹp ha. Một bộ cao chất liệu bằng đồng 2, 4, 6 quả, 2, 4, 6 quả. Về trọng lượng quả cao là tầm trọng lượng là khoảng 1.1 kg và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 21 cm. Và một quả cao như thế này, một buồng cao như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 950.000 nha. 950.000 cho một buồng cao 2, 4, 6 quả có trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 3. Tiếp theo mã số 4 thì bên em giới thiệu với cả nhà mình còn được một con hổ hữu tiền chất liệu bằng đồng cho mã số 4 trong video hôm nay. Và về trọng lượng là tầm có khoảng là 3.2 kg cho tác phẩm hổ hữu tiền này. Và chiều dài tổng thể là có khoảng là 23, rồi chiều cao là có khoảng là 21 cm, tổng trọng lượng là 3 kg. Và một con hổ hữu tiền như thế này thì sẽ có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.600.000 nha. 1.600.000 cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo ha. Nguyên một con hổ, đây một cái hữu tiền đây đó, rất là đẹp độc và lạ ha. Hổ lên tan xanh màu thời gian. Đây là mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một sản phẩm rất là hay, đó là đồng tử cởi châu. Đây là hình ảnh một đồng nha. Một đồng đang cầm một quyển sách. Tay thì đang cầm một cây roi đang quánh con châu nha. Chiều cao tổng thể là 27 cm. Rồi bề ngang là tầm có khoảng là 30, chất liệu bằng đồng. Đây là một tác phẩm rất là đẹp ha. Theo hình ảnh nguyên một con trâu nha, cởi
một đồng tử cỡ trên một con trâu, tổng trọng lượng là 3 kg. Đây ở đáy này ha, cả nhà cùng xem nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000, 1.800.000 cho tác phẩm là đồng tử nha, đồng tử cỡ trâu, mã số 5 trong video hôm nay. Và số 6 thì bên em giới thiệu với cả nhà mình là có về được một con gắn nha, chất liệu bằng đồng. Đây là một sản phẩm rất là đặc biệt để dành cho những người nào tuổi gắn nha, những người nào tuổi tỵ và những người thích những sản phẩm về độc lạ. Hình ảnh một con gắn nha, rất là to, gắn như ý ở trên lưng này nè, cầm một quả trâu nữa nghe cả nhà ha, rất là đẹp nha. Xung quanh là đế tiền, rất là sắc nét, rất là đẹp. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 30, gần 30 cm, bề ngang tầm có khoảng là 24 cm, chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Đây mặt sau đây cả nhà cùng xem ha, đây mặt sau có một cái chữ luôn ha. Và một con gắn như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 2.4 triệu nha, 2.4 triệu cho sản phẩm mã số 6 trong video hôm nay. Ở đáy này có chuyện luôn. Và tiếp theo mã số 7 thì không thể nào bỏ qua được một sản phẩm như thế này nha. Đó, một cái đỉnh trúc, một trong những cái đỉnh rất là đẹp, đỉnh sông trầm trúc. Đây là một cái đỉnh được thiết kế gần có 3 bộ phận. Đây trên cái nắp là cả nhà cùng xem là những nhành trúc đây ha, rất là nét nha. Và đây là cái bộ đỉnh đây. Đó, ở đáy này có chuyện luôn. Và kèm theo cái đế dưới nữa. Thì một bộ đỉnh trúc như thế này có tổng trọng lượng là khoảng là 1.5 kg. Và bên em có giá giao luôn với cả nhà mình là 1.600.000 cho một cái đỉnh trầm trúc trong video ngày hôm nay. Chiều cao của nó em đo lại cả nhà xem ha, khoảng 25 nha, bề ngang tầm có khoảng là 10 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 7. Rồi, mã số 8 trong video ngày hôm nay thì bên em còn được một cặp lân cổ nha, lân ngủ. Đây là một cặp rất là nét, rất là đẹp, độc và lạ luôn, mà lần đầu tiên mà bên em cũng siêu tầm được để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Bao gồm hai con này, cả nhà cùng xem nha. Ở lân đồng cổ ha, hai bên có hai cái sừng. Đó, đây cả nhà cùng xem ở dưới luôn nha. Em quay cận cảnh cho cả nhà mình xem ha. Cặp này là cặp rất là nét nha, rất là đẹp. Đây, một con này nó cũng có cái quả tiết màu lạ, rất là lạ. Một cặp bao gồm có hai con, mỗi con đều có sừng, có cánh luôn ha. Đây, chất liệu bằng đồng cổ luôn nha. Một cặp như thế này về trọng lượng á tầm có khoảng là 2.7 kg, chiều dài tổng thể là tầm khoảng 20 cm, và bề ngang của mỗi con là tầm có khoảng là 7 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này. Đó, một cặp như thế này là 2.200.000 cho mã số 8 trong video hôm nay nha. Tiếp theo mã số 9 thì còn được một con ngựa. Đó, một con ngựa chất liệu bằng đồng, một con ngựa mã đáo thành công, đang sải trên vách đá nha. Tổng trọng lượng là khoảng 4.8 kg, chiều cao tổng thể là khoảng là 31 cm, rồi chiều dài tổng thể là 25, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem nha, đây là một mặt ha, rồi bên đây đây rất là đẹp nha. Và một con ngựa như thế này bên em cũng có giá giao lưu cả nhà mình là 2.4 triệu cho mã số 9. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên màn hình của em nha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ ha, địa chỉ là đường số 4, trung tâm Mại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Cả nhà mình gần đây có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem nha. Đây là mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay là một cặp rất là dễ thương để giới thiệu cùng cả nhà mình đây. Một cặp thần tài thổ địa. Đó, một cặp thần tài thổ địa, chất liệu bằng đồng. Một cặp thần tài thổ địa chất liệu đồng, tổng trọng lượng là 4.2 kg. Thì chiều cao của mỗi tượng như thế này sẽ có chiều cao là có khoảng 18 cm, và bề ngang là tầm có khoảng là 12 cm nha cả nhà nha. Và một cặp bao gồm hai ông rất là dễ thương ha. Ông ở đây đang ngồi trên cái ghế đây cả nhà cùng xem khuôn mặt của hai vị này nha, rất là nét ha. Lâu lâu mới có về được một cặp nét như vậy. Hai bên ông đang cầm ba thỏi vàng đây, ở đáy có chuyện luôn. Và ông thổ địa thì cũng cười rất là tươi nha, mặt cười rất là tươi, rất là quan hỷ nha cả nhà ha. Và một cặp như thế này thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 1.800.000 cho một cặp thần tài thổ địa trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 11 thì bên em giới thiệu với cả nhà mình, đây là một tượng rất là đẹp. Đây là một tượng Phật chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem nha, đây là một tượng Phật rất là cao. Hình ảnh là trên đây là có một vị Phật đang ngồi trên một cái đài sen, tổng trọng lượng là khoảng 800 g. Xin lỗi nhầm ha, đây là tượng Phật mã số 11, tổng trọng lượng là khoảng 800 g. Và tượng như thế này là cao
cao là 30, bề ngang là cao là tầm có khoảng là 5,5 cm. Đây cả nhà cùng xem, phía trên là hình ảnh tượng Phật chất liệu bằng đồng xưa đang ngồi trên đài sen, ở dưới là hình ảnh một con rồng đang quấn rất là đẹp như cả nhà nha. Đây cả nhà xem ha, đây là một tượng Phật rất là ít gặp ha, mà đầu tiên thì bên em mới siêu tầm được để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Và một tượng như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, một tượng Phật như thế này là có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,4 triệu nha, cho mã số 11. Rồi 12 là một tác phẩm, một cụ cốc cổng vàng, đây là một cụ thiêm thư rất là to, nặng là 6,5 kg và chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 19 cm, gần 20. Cổng cục vàng và cái đế là tầm khoảng là 20 cm, chất liệu bằng đồng nha cả nhà nha. Đó, xung quanh những cụ cốc có những cụ cốc con đây rất là đẹp. Và một tác phẩm như thế này có giá giao lưu cả nhà 1,9 triệu cho mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13 thì bên em giới thiệu với cả nhà mình là một cụ cốc như ý. Đó, 13 là mã số 13 của ngày hôm nay, là một cụ cốc như ý rất là to, nặng tổng trọng lượng là 7,2 kg, chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 20 và chiều dài tổng thể là cũng khoảng là 19 cm. Đây là một cụ đang ở trên lưng là một viên cây gậy như ý ha, hai bên là hai sâu tiền rất là đẹp nha. Đó, đây cả nhà cùng xem, ở dưới đáy này có rất là nhiều vàng ha, và tác phẩm này cũng có giá giao luôn cả nhà 1,9 triệu luôn. Cụ này mã số 13 trong video ngày hôm nay. Rồi 14 của ngày hôm nay thì bên em giới thiệu cả nhà mình cũng còn được nải chuối chất liệu bằng đồng. Đó, đây là một cái nải chuối bằng đồng nguyên khối, tổng trọng lượng là khoảng 2,8 kg, chiều dài tổng thể là có khoảng là 18 cm. Rồi chiều sâu là 10, và một cái nải chuối phân 1908, nguyên một cái nải chuối chất liệu bằng đồng như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là một có giá giao lưu cả nhà 1,6 triệu. Cả nhà có nhu cầu siêu tầm thì báo em ha, rất là dày, rất là nặng nha, nguyên một nải chuối rất là nặng ha. Đây là mã số 14. Rồi 15 thì hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình rồi, còn được một tác phẩm về công giáo, đó là tượng chúa giang tay. Đây cả nhà cùng xem nha, đây là một tượng chúa đang giang tay, tổng trọng lượng là khoảng 3,4 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 39 cm, bề ngang của tượng tầm có khoảng là 26, chất liệu là bằng đồng. Và tượng này thì có giá giao lưu với cả nhà mình, tượng chúa giang tay như thế này có giá giao lưu cả nhà 2,2 triệu cho mã số 5 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 5 nha, mã số 5 trong video ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 6 không mã số 15 rồi xin lỗi cả nhà mình mã số 15 nha. Tiếp theo mã số 16, mã số 16 thì hôm nay em còn được đó, mã số 16 ngày hôm nay là một cặp tượng, hai tượng cũng bên công giáo luôn, hai tượng chúa. Đây cả nhà cùng xem ha, tượng mẹ và tượng cha nha, tượng bên đạo công giáo thì tổng trọng lượng là 5 kg cho hai tượng như thế này. Hai tượng này rất là cao như cả nhà mình nha, chiều cao là 40 cm, đó 40 ha, về trọng lượng là 5 kg cho hai tượng như thế này. Và hai tượng như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình á, hai tượng là 4 triệu đồng cho mã số 16 có trong video ngày hôm nay nha. Hai tượng là 4 triệu ha, cho mã số 16 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Tiếp theo mã số 17. 17 thì bên em mã số 17 thì bên em còn được một tượng thánh giá chất liệu bằng đồng. Đây là tượng thánh giá tổng trọng lượng là khoảng 2 kg. Đây là một cái thánh giá đồng như cái nhàm nha. Đó, tổng trọng lượng là 2 kg, mã số 16. Chiều cao là có khoảng là 43. Rồi bề ngang là có khoảng là 19 cm, vành đế là tầm có khoảng là 13. Và có giá giao luôn với cả nhà mình đó, một tượng như thế này là 1,6 triệu nha, mã số 16 ha. Cả nhà có nhu cầu siêu tầm thì báo em nha, mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 thì giới thiệu cả nhà mình là một tượng mẹ bé chúa chất liệu bằng đồng. Đây là hình ảnh mẹ bé chúa nha, chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Tượng rất là lớn, tổng trọng lượng là khoảng 3,7 kg, chiều cao tổng thể là 40 cm, bề ngang của tượng là tầm 10 cm. Và tượng mẹ bé chúa cho mã số 17 của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu, 2,2 triệu cho mã số 17 nghe anh em ha. Rồi tiếp theo mã số 18 thì bên em còn được
một con trâu nha, trâu chất liệu bằng đồng, rất là nét, rất là đẹp ha, một con trâu chất liệu bằng đồng. Và tổng trọng lượng của tác phẩm trâu đồng này là khoảng 54,9 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 25 cm. Rồi bề ngang là có khoảng là 25, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 18 trong video ngày hôm nay là 2,4 triệu. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo nha, theo mã số 18. Đây, đế đây cả nhà xem ha. Mã số 19. 19 là một con gà. Đó, đây là một con gà chất liệu cũng bằng đồng luôn. Gà như ý. Con gà rất là to. Và tổng trọng lượng của tác phẩm gà này là có khoảng là 4,8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 30, bề ngang là có khoảng là 20, vành đế là 22, chất liệu bằng đồng. Và cũng có giá giao lưu cả nhà mình là 2,4 triệu cho mã số 19 trong video hôm nay. Rồi cái này mã số 20. 20 thì giới thiệu cả nhà mình một tác phẩm là cá quá lông. Đây là một con cá quá rồng. Và chiều tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg. Chiều cao là có khoảng là 24 cm. Bề ngang là 20, chất liệu bằng đồng. Và cá quá lông của ngày hôm nay thì có giá giao lưu với cả nhà mình một con cá quá lông như thế này là 1,9 triệu, nguyên một con cá chép quá thành một con rồng. Đây là mã số 19. Rồi cái này mã số 20. 20 ngày hôm nay là một cái cây tiền sông cốc. Đó, cả nhà cùng xem ha. Đây là một cái cây tiền có hai chú cốc nha. Gọi là cây tiền sông cốc chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 3,5 kg. Chiều cao là có khoảng là 22. Rồi bề ngang là có khoảng là 18 cm. Và một cái cây tiền sông cốc như thế này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình á, một cái cây tiền sông cốc như thế này là 1,8 triệu cho mã số 20 có trong video ngày hôm nay. Và mã số 21 cũng là mã số cuối cùng mà hôm nay bên em giới thiệu với cả nhà mình, đó là một bộ lư đào Nam Bộ. Ở miền Nam mình thì hay có một bộ lư đào nha. Ở nhà thờ lúc nào cũng phải có một cái bộ lư cái đào. Đây là mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Tổng trọng lượng là bộ lư này là 6 kg. Đó, 6 kg nha cả nhà nha. Và chiều cao là tầm có khoảng là 43, rồi chân đèn là cao 34, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình đó, một bộ lư đào như thế này là 3,6 triệu. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em ha, qua hai số điện thoại bên trên màn hình nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau với những sản phẩm đẹp, độc và lạ hơn nữa ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.